Xin chào bà con. Hôm nay hệ thống phòng cảnh giác ở Hồng Apollo xin giới thiệu tới bà con bộ ốp tường 30-60 phù hợp ốp phòng khách, phòng tắm, phòng bếp. Bộ ốp tường này của chúng tôi gồm có viên nhạt, viên điểm và viên đậm. Đối với viên nhạt và viên đậm thì được in họa tiết đồng tiền rất là đẹp, nó đồng tiền. Bà con ốp bộ này đảm bảo tiền vào như nước. Còn đối với viên điểm thì được in họa tiết 3D, nhìn rất thật. Và bên sạc được thiết kế kẻ sạc đèn đồng tiền. Đối với phòng tắm chúng ta có thể ốp viên động, viên nhạt, hoặc là viên nhạt, viên động, viên nhạt. Mỗi bước chúng ta có thể điểm thêm một điểm. Còn đối với phòng khách thì bà con có thể ốp giống như chúng tôi đã phối ở đây, đó là nhạt, điểm và động. Hoặc là bà con có thể ốp động, điểm, động, nhạt, điểm, nhạt. Rất đẹp. Rồi, chúng ta nhìn tổng thể. Bộ này là bộ men bóng cao cấp, thuộc dòng men cao cấp. Quá đẹp luôn. Rồi xin chào bà con, nếu bà con cảm thấy video này hay, hãy đăng ký kênh và chia sẻ video này để nhận được những kiến thức mới nhất về gạch ốp tường nhà ở. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.